bản là chị dính vào đường dây ma túy mẹ buôn cái gì rửa tiền đấy, nó dọa nó bảo nó bắt nó cho đi tù, với cả bây giờ không được lộ đến người thứ hai rồi, mà người thứ hai cũng phải đi tù từ 1-5 năm mới cả. Bản chất mình không buôn ma túy thì mình có việc gì thì sợ đâu, đúng không? Thế thì cô mới ngu, thế thì mới được nên chuyện, không nên nào được chuyện. Ôi trời ơi, như thế mà cũng bị lừa nữa hả? Rồi mắc cái mớ gì không có rửa tiền, cô không có buôn bán ma túy gì hết trơn mà sợ là sao? Sao không nói với con cháu mà âm thầm làm mình vậy? Tôi tin là sẽ có rất nhiều người thốt lên những câu vừa rồi khi mà nghe những chia sẻ của bà Nhân, 59 tuổi ở Ba Vì, Hà Nội. Bà bị một đối tượng giả danh là công an và gọi điện thoại đe dọa, bảo là dính tới một vụ án về hình sự. Nhưng mà các bạn có dám chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không bao giờ lo lắng hay là không bao giờ lung lay về mặt tâm lý khi mà chiêu trò của các đối tượng đang ngày càng tinh vi hơn? Cho dù các bạn là những người trẻ, những người sống ở thành phố, vốn giỏi về công nghệ và nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy. Thêm vào đó, nếu bản thân chúng ta không lại gì các thủ đoạn này rồi, thì liệu có khi nào ông bà của chúng ta hay là cha mẹ của chúng ta, những người lớn tuổi họ sống ở quê, sẽ dính bẫy của các đối tượng lừa đảo hay không? Cổ nhân thì đã có câu rằng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế nên là ngày hôm nay, hãy nói về nghệ thuật thao túng tâm lý của các đối tượng lừa đảo để chúng ta có thể chiến thắng trong mặt trận này. Và tôi là Mr. Money của VTV Money. Câu chuyện giả danh các cơ quan chức năng như là công an, tòa án, cơ quan thuế hay là cơ quan hải quan để lừa đảo thì chắc chắn là không mới rồi. Bằng chứng là các bạn có thể đọc được rất nhiều những cái tiết bài báo như thế này ở trên mạng ạ. Mất 3,6 tỷ đồng vì cuộc gọi giả danh công an. Giả danh công an, lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Giả danh công an, lừa đảo một phụ nữ hơn 15 tỷ đồng. Giả danh công an gọi điện lừa cụ bà, 75 tuổi. Alo. Alo, bà Phúc phải không? Tôi là công an đây. Ôi, vâng, tôi là Phúc đây. Con bà đang bị điều tra vì làm ăn phi pháp. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Nếu bà nghe theo tôi thì con bà sẽ thoát. Vâng, vâng, tôi phải làm gì ạ? Bà phải lo đủ 550 triệu đền bù. Câu hỏi đặt ra là thông tin cảnh báo nhiều rồi, chiêu thức thủ đoạn không quá mới. Thế thì cớ làm sao mà vẫn có người dính bẫy? Đến đây thì phải gửi một cái lời khen cho các đối tượng lừa đảo. Chúng đã áp dụng bài học về bán hàng khá là hiệu quả khi mà nhắm đúng khách hàng mục tiêu của mình. Không lừa được người trẻ thì chúng đi lừa người già, mà không lừa được ở thành phố thì chúng gọi về vùng quê. Như là câu chuyện của những cụ ông hay là cụ bà sau đây. 72 tuổi, ông Điểm sống cùng con cháu. Bỗng một ngày đầu năm nay, ông nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an và nói rằng ông dính đến một đường dây buôn ma túy, rửa tiền. Sau đó yêu cầu ông Điểm phải ra ngân hàng, rút hết sổ tiết kiệm 500 triệu đồng để chuyển tiền cho họ, phong tỏa, điều tra. Họ yêu cầu là bây giờ có tiền thì rút, rút xong thì thuê nhà nghỉ, chứ không được về nhà. Để làm việc riêng với họ? Để làm việc riêng, chứ không qua ai nữa. Vợ con không cho phép, anh em tất cả không cho. Thì lúc đấy bác cũng tin? Thì vẫn tin. Thì sau đấy bác vẫn lên ngân hàng? Cũng lên ngân hàng, thì vào ngân hàng thì bắt đầu thấy người, ớ người à. Rất may cho ông Điểm, khi ông ra đến ngân hàng để rút tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, thì đã được nhân viên ngân hàng kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Cũng vẫn thủ đoạn trên, bà Nhân cũng nhận được cuộc gọi từ một người giả danh cán bộ công an. Vẫn chiêu trò dọa nạt bà liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền và yêu cầu bà phải rút tiền để chuyển cho chúng. Nó dọa, nó bảo nó không ấy thì nó bắt nó cho đi tù, với cả bây giờ không được nộ đến người thứ hai rồi, mà người thứ hai cũng phải đi tù từ 1-5 năm mới cả. Bây giờ chị có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng? Nói bảo là chúng tôi niêm phong tài sản. Thế thì cô mới sợ chứ. Chúng tôi chỉ niêm phong tài sản, chúng ta kiểm tra, nếu mà chị người thật thiệt thật thì chúng tôi lại giả hoàn chỉ hoàn lại cho chị, mà chị cần được hơn tiền. Thế thì chị bị cô mới tin, chứ không cô tin cái gì. Thế cô tin là cô đi xuống ngân hàng luôn? À, cô đi luôn. Hai giờ trưa nắng chang chang, nắng lắm. Nên đây bảo Vân ơi, Vân, mày rút tiền cho cô. Nó bảo cô dính lừa rồi. Không, cô không dính lừa mà. Mày cứ rút đi cho cô, mày cô không lừa mày này. Thế là sau cuối cùng nó gặn mãi thì mà cô mới nói chuyện. Thế mặt cô tái mét, cô mới nói chuyện thì nó mới gạt lại cho cô. Không, hôm đấy cô mất 260 triệu.
Có một vài đặc điểm chung của bà Nhân và ông Điểm mà tôi tin là các bạn cũng nhận ra, đó là đều là người lớn tuổi, sống ở các vùng nông thôn và đều không thành thạo về công nghệ. Bởi họ cũng không biết sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, và có tiền thì cứ mang đi gửi sổ tiết kiệm trong ngân hàng mà thôi. Rất may là cả hai ông bà đều đã được nhân viên ngân hàng thấy những cái dấu hiệu bất thường, cho nên là ngăn chặn kịp thời, chưa bị mất tiền. Nhưng mà trong hai câu chuyện này thì chúng ta còn thấy được rằng các đối tượng lừa đảo không chỉ giỏi ở bộ môn bán hàng mà còn giỏi ở nghề thuật thao túng tâm lý nữa. Hãy nhìn vào cách mà chúng đã thao túng và điều khiển các cụ ông cụ bà này. Nắm bắt được tâm lý của người già, thường hay lo nghĩ, sợ liên lụy đến pháp luật. Các đối tượng lừa đảo đã giả danh cơ quan công an, gọi điện thoại vào các giờ mà con, cháu đã đi làm. Chúng liên tục tra tấn họ bằng cách đưa vào tình thế luôn bị theo dõi. Gọi liên tục thì mình không gọi lại. Đây thì tôi gọi lại không gọi đâu. 17, 18 cú điện thoại. Toàn số 08, 02. Họ vẫn khống chế như vẫn mình. Vẫn khống chế nào? Điện thoại cứ để lời. Nó không cho tôi tắt máy. Nó cứ bảo là tôi mở máy ra. Cứ chị cấm mà tắt máy. Thế là đi ngang đường. Đi đâu là mình phải báo cáo cho họ. Đi đâu nó gọi lên đâu. Xong rồi bảo chị đi đến đâu rồi. Và tôi đi đến gần ngân hàng rồi. Đến tận ngân hàng rồi họ vẫn gọi điện. Vẫn còn gọi điện. Đến đây này, đến đây rồi chị còn bảo đây tôi vào đến ngân hàng rồi. Xong đến vào ngân hàng thì nó tắt máy. Nhìn thấy có thoáng cái có thằng nó mặc quần áo công an. Còn thì là thằng bên viện kiểm soát thì không đấy. Nhưng mà nó cho nhìn mặt có tí tẹo thôi. Xong nó tắt video đi. Nhưng mà cô có dính vào vụ án ma túy đâu mà. Thế thì có gì mình phải sợ ạ? Thế thì cô mới ngu. Cô mới bảo là thế thì hai cô bảo số cô nó đen thì biết đâu nó lại đưa đến cho cô. Nó bắt cô đi tù thì dành cô chết một mình cô ở nhà có ai nữa. Chồng mình mất sớm các con nó đi làm cô cũng sợ. Về phía nạn nhân, thông thường sẽ bị các đối tượng căn dặn không được nói với người thân. Vì vậy các nạn nhân đã răm rắp nghe theo sự điều khiển của các đối tượng lừa đảo. Và cũng có người đã bị mất số tiền lớn. Chúng tôi cũng khuyến cáo với toàn thể khách hàng. Là luôn luôn khi là xảy ra những cái tình trạng như thế thì trước hết là khách hàng phải bình tĩnh và phải chia sẻ đối với những người thân, đối với những người có trách nhiệm ở địa phương nơi gần nhất và đặc biệt công an và ngân hàng có thể gọi điện và có thể là đến để hỏi thăm cái tình hình. Chúng tôi đã chủ động gần gũi thân thiện với khách hàng và chủ động là sẽ kéo dài thời gian ra để phối hợp với các lực lượng chức năng như là báo công an rồi thì mời. Rồi thì chia sẻ những cái hình, những cái hiện tượng của các đối tượng đang thực hiện những cái hành vi lừa đảo. Tôi tin là sau sự việc này thì bà Nhân hay là ông Điểm đều đã có kinh nghiệm để có thể hạn chế thấp nhất việc có thể bị lừa trong tương lai như cách mà bà Nhân nói sau đây ạ. Bây giờ không ai lừa được tôi lần thứ hai. Đến vừa rồi đấy lừa tôi bên tiền điện tôi mới chửi cho nên nó tắt luôn. Đấy, bây giờ không lừa được nữa. Bây giờ mà cứ đầu không hai gọi tôi liên tục nhưng mà tôi không nghe máy một tí nào, toàn đầu không hai. Tôi thì không dám chắc là không bao giờ, tôi chỉ hy vọng rằng hạn chế đến mức thấp nhất có thể. Bởi vì chiêu thức của các đối tượng lừa đảo đang ngày càng tinh vi hơn. Bởi không chỉ là người già hay là người không thành thạo về công nghệ, mà liệu rằng người trẻ hay là người giỏi công nghệ liệu có bị lừa hay không? Người ta hay bảo rằng là công nghệ hiện đại thì hay hại điện. Hãy gặp tôi vào tuần sau nhé. Một lần nữa thì tôi là Mr. Money của VTV Money. Aribank Digital, một chạm đa tiện ích.